Anh bạn dãi dầu không bước nữa, gục lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hịch cọp trêu người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Xin chào tất cả các bạn. Thị trấn Mai Châu hay là huyện Mai Châu thì chúng ta rất là dễ dàng để mà biết Mai Châu ở đâu. Bằng cách lên Google search gõ thì anh em trên mọi miền Tổ quốc đều có thể tìm hiểu được các thông tin về thị trấn Mai Châu hoặc là huyện Mai Châu. Mai Châu là một huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình. Nhưng mà còn câu trong câu thơ đêm đêm mường hịch cọp trêu người thì xét khắp cả các địa danh trong cả nước thì không có cái đơn vị hành chính nào cũng như cái địa phương nào có cái tên là mường hịch. Vậy thì cái địa danh mường hịch là ở đâu? Nó có liên quan đến cái địa danh là xã Mai Hịch ở huyện Mai Châu hay không? Đừng rời mắt khỏi màn hình vì video này sẽ đi tìm câu trả lời cho các bạn. Không còn chần chừ gì nữa, chúng ta đi thôi. Let's go! Hiện tại là chúng ta đang di chuyển trên quốc lộ 6. Bây giờ chúng ta sẽ đến bản Mai Hịch, đến xã Mai Hịch. Thì là trở lại với câu chuyện đi tìm cái địa danh Mai Châu và địa danh Mường Hịch là ở đâu trên cái khu vực Tây Bắc của Việt Nam. Và đặc biệt là toàn bộ ở cái không chỉ Tây Bắc mà là toàn bộ miền Bắc, thì tìm hết khắp cái địa danh thì không thấy cái địa danh nào ngày nay có tên là Mường Hịch. Ở tên Mường Hịch thì là nó rõ ràng nó chắc chắn là ở vùng cao rồi. Một cái bản của người Thái hoặc người Mường gì đấy thì người ta mới gọi là Mường. Đấy, cái Mường giống như ở những cái tập 2 tôi đã phân tích với các bạn là cái tên, cái đơn vị hành chính ngày xưa người ta gọi Mường. Mường Vang, Mường Động, Mường Bi, Mường Ca Gia, Mường Lát. Và đây là Mường Hịch. Thế thì cái địa danh Mường Hịch ngày nay nó ở đâu? Trước đây thì cái địa danh Mường Hịch thì là nó nằm ở cái huyện Mai Châu của tỉnh Hòa Bình. Cho nên là trong cái hành trình của đoàn quân binh đoàn 52 thì nhà thờ Quang Dũng có gắn liền hai cái địa danh này với nhau, với lý do là cũng cùng là trong một cái ngày mà ông ấy trải nghiệm hành quân đi qua, hoặc là cùng là trong cái thời gian mà hành quân qua và ở lại cái khu vực Mai Châu này. Cái huyện Mai Châu thì cũng nằm ở trên quốc lộ 6, nằm về phía nam, phía tây nam của tỉnh Hòa Bình các bạn nhé, phía tây nam và giáp về phía Thanh Hóa. Đây là huyện cuối cùng và cũng là huyện đầu tiên mà đi từ phía ở Thanh Hóa sang. Và cái bản mà chính xác là không phải cái bản, cái bản thì là nó bé hơn, nó bé. Cái bản là trong một cái mường thì nó rất nhiều cái bản. Thì tôi xin phép ở trong video này gọi ngắn gọn là cái mường. Vậy thì cái mường hịch trong câu thơ đêm đêm mường hịch cọp trêu người thì là nó ở đâu? Thì là mường hịch ngày xưa thì rõ ràng là nó ở Mai Châu. Chính bởi vậy cho nên là trong câu thơ của nhà thơ Quang Dũng thì có viết liền luôn là đêm đêm mường hịch cọp trêu người, nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Mai Châu thì cũng nằm ở trên quốc lộ 6, nằm ở phía nam. Và ở cái huyện Mai Châu ngày nay thì có một cái xã, đấy là xã Mai Hịch. Các bạn search ở trên Google thì cũng có rất nhiều bài viết có nói đến Mai Hịch, thì chính là Mường Hịch ngày nay. Nó không khó khăn giống như cái việc chúng ta đi tìm cái địa danh Châu Mộc có phải là Mộc Châu hay không. Nhưng trong cái video ngày hôm nay mình đi tìm cái Mai Châu, đi review cái thị trấn Mai Châu. Và chúng ta sẽ dành ra một chút thời lượng để đi đến tận nơi cái xã Mai Hịch. Mục đích của tôi muốn đến đây và gặp một con người cụ thể ở cái địa phương này. Nếu như có thể thì có thể gặp được trưởng thôn hay chủ tịch xã hay phó chủ tịch thì nó tốt quá. Nhưng mà bây giờ thì là hôm nay là ngày nghỉ, cũng là hết giờ hành chính. Thứ hai là tôi cũng là một người địa phương ở rất xa, cho nên cái việc là gặp được chính quyền thì chúng ta loại bỏ phương án đấy. Và tôi sẽ tìm gặp một người có tuổi ở Mường Hịch và hỏi rõ người ta ở Mai Hịch, và để hỏi rõ người ta xem nói về gốc gác cái địa danh, cái danh xưng Mai Hịch nó có từ bao giờ và nó có liên quan, đúng chính xác là nó có liên quan đến Mường Hịch hay không, và chính xác nó có phải Mường Hịch hay không. Nào bây giờ chúng ta cùng đi. Ôi ơi, cho anh hỏi thăm đi này. Cái đây là xã Vạn Mai nhỉ? Cái xã Mai thì ở đâu nhỉ?
Vạn Mai. Xã Mai Hịch khác mà xã Vạn Mai khác ạ. Anh đi lên chỗ ngã ba Nghệ, xong anh rẽ sang bên bên tay phải, xong anh đi vào là đến. Cái xã Sâm Què có gần đấy không? Sâm Què lại ở bên trong của Mai Hịch ạ. Đấy, cũng đường trục đường đấy, anh đi vào đi qua Mai Hịch là đến Sâm Què ạ. Bây giờ anh đi đi lên Bến Thành thì sẽ phải trái không nhỉ? Anh lên, anh cứ đi qua cái dốc này lên đến đoạn ngã ba. Anh hiện tượng là cái bản Mai Hịch thuộc cái xã không ạ, Mai Hịch riêng, Vạn Mai. Anh cảm ơn nhé. Vậy là tôi nhầm một chút các bạn ạ. Cái đấy không phải là bản Mai Hịch mà nó là xã, ngày nay nó là xã gọi là xã Mai Hịch. Xã Mai Hịch là một cái xã khác độc lập so với xã Vạn Mai. Căn cứ theo cái danh xưng của hai xã này thì tôi cho rằng trước đây nó là một xã và đã được chia tách ra. Và có lẽ và chắc chắn luôn đấy các bạn ạ, bởi vì tôi ở miền núi rất nhiều và đi tìm hiểu những văn hóa về vùng cao rất nhiều, thì chắc chắn rằng giữa cái xã Vạn Mai và cái xã Mai Hịch ngày nay nó chính là cái Mường Hịch ngày xưa. Cái Mường Hịch ngày xưa nó bao gồm toàn bộ cả hai cái xã Mai Hịch và Vạn Mai ngày nay. Đấy là theo cái suy luận của tôi và nó sẽ đúng tới 90 phần. Và bây giờ chúng ta sẽ đi gặp một số người để làm rõ thêm một chút. Đây, chúng ta sắp vào đến xã Mai Hịch rồi các bạn nhé. Thực ra là tôi cũng không có quen ai. Không quen ai thì để mà đi gặp người ta mà phỏng vấn thì nó cũng hơi ngại các bạn nhé. Nhưng mà thực ra cái bản chất của cái Mường Hịch với cái Mai Hịch thì tôi khẳng định bạn là tôi biết tới 100% chúng là một rồi. Đây, trường tiểu học xã Mai Hịch. Rồi bây giờ chúng ta cũng cứ lên ủy ban cho các bạn quay cái ủy ban một chút. Rồi là sẽ đi tìm một người có tuổi một chút ở địa phương để khẳng định với các bạn như vậy. Xóm Hịch 1, đây là xóm Hịch 1 các bạn ạ. Xóm Hịch 1, xã Mai Hịch. Rồi, tôi nghĩ là cái chỗ của binh đoàn 52 thì ngày xưa là cũng đi qua đây thôi. Cái xóm Hịch thì có lẽ là trung tâm, là linh hồn liên quan đến cái tên của Mai Hịch, Mường Hịch. Mường Hịch. À, chính xác đây là Mường Hịch ở đầu nữa. Rồi, ở đây có một cái biển, tôi lại nhìn thấy chữ Mường Hịch. À, thì ra ở đây cũng có một khu du lịch các bạn ạ. Ồ, đây có một cái cánh đồng lúa. Cánh đồng của Mường Hịch. Ở đây thì chưa không hẳn là những cái view bậc thang đẹp giống như bên Phủ Luông hay là bên bên vùng cao trên kia. Đây các bạn, tôi sẽ zoom lại cho các bạn xem này. Đấy, thế thì nó lại càng rõ cho cái việc Mai Hịch là Mường Hịch các bạn nhé. Đây là điểm du lịch cộng đồng Mường Hịch Community Tourist Attraction. Đấy, thế thì rõ ràng đây là Mường Hịch rồi. Rồi cũng không sao. Càng khẳng định thêm một cái căn cứ để khẳng định cho cái luận điểm của mình nó được rõ ràng hơn các bạn nhỉ. Thế bây giờ ta sẽ đi lên trên ủy ban một chút, sau rồi sẽ vào cái khu cộng đồng này để gặp những người dân ở đây nói chuyện. Hay quá. Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Mai Hịch. Đây là xóm Hịch 2 nhá. Ủy ban này nằm ở xóm Hịch 2. Bên cái cơ quan bên này là cơ quan gì mà to hơn cả ủy ban này nhỉ? Xem nào. Điểm giao dịch xã Mai Hịch. Ồ, chẳng lẽ đây có tới hai ủy ban? Bên kia là Đảng ủy, ủy ban. Bên này là trung tâm học cộng đồng. À, có lẽ là... Rồi, tôi hiểu rồi. Cái này nó không có đất và chưa có quy hoạch một lần, cho nên là bên này nó là hội trưởng, nó ở bên này. Tôi sẽ hỏi người dân một chút. À, đây là cái khu cộng đồng của bản Mai Hịch này các bạn này. Ở đây thì tôi thấy là cũng rất nhiều dịch vụ homestay. Tôi thấy là có vẻ là đang manh nha hình thành, đầu tư và tôn tạo. Chỉ còn cái dịch vụ và khách du lịch thì
Thế không có, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ. Hôm nay là thứ bảy mà không có một ai. Có vẻ như trong tương lai thì cái bản Mai Hịch này mới phát triển về du lịch cộng đồng được. Kể cũng hay các bạn ạ. Lúc nhà thơ Quang Dũng viết cái bài hát, bài thơ này ấy, thì có lẽ nhà thơ cũng không thể nghĩ rằng chỉ một câu thơ mà khiến cho thay đổi được rất nhiều cái cộng đồng nghèo nàn lạc hậu sau này trở thành những cái khu du lịch. Bởi vì tôi thấy là tất cả những cái địa danh mà liên quan trong bài thơ Tây Tiến thì hầu như bây giờ đều đang làm du lịch cộng đồng. Ví dụ như vừa rồi chúng ta đã đi Mường Lát, chúng ta đã đến Pha Luông, Mai Châu, rồi ở đây là Mường Hịch, và ngày mai là chúng ta sang cái chỗ khu Bản Lác, Mai Châu, cũng là một nơi mà binh đoàn 52 đã ghé qua. Thì tất cả đều phát triển về du lịch cộng đồng. Không chỉ nhờ những view đẹp nhé. Tôi khẳng định với các bạn, những cái view này rất bình thường. Có những cái view thậm chí bình thường tới mức tầm thường. Bởi vì ở miền núi thì cái kiểu địa hình này thì ở đâu nó cũng vậy. Nó cũng đều đẹp hết ạ. Nó cũng đều có ruộng bậc thang, có núi đá. Nhưng mà câu thơ của nhà thơ Quang Dũng gần như đã làm thay đổi rất là nhiều. Cơ bản những cái địa danh mà tôi đang đi review cho các bạn rất hay. Không ai dám vào đây, đây có cọp này.
À, thế là ngày xưa ở đây là cái chỗ mà ống nó là nhiều cọp ở đây. Đấy, cọp đấy, cọp đấy, chính là cái cụ nhà chị đây này là bị cọp ăn, nó kéo vào chân núi đấy. À thế đấy. Chị là người bản địa ở đây. Chị người bản địa đấy. Nguồn gốc ở đâu có thế này. Thế là hình 1, hình 2, chắc ngày xưa là cùng là... Đúng rồi, ngày xưa hình 1, hình 2 thì nó là tạo thành mường mường. Dạ, sau đó là họ mường. Tự tách ra, tự dưng lại tách ra hình 1 ở đoạn dưới, hình 2 ở trên. Em gọi là ông nội. Tức là như ngày xưa là ở đây như thời bố mẹ chị thì chắc là thế, đang còn nhiều cọp đúng không? Đúng rồi, ngày xưa là không mấy khi ai bước chân đến cái mảnh đất này đâu. Anh hùng lắm thì mới lên được vào ở chỗ này đấy. Ngày xưa nó cây toàn cây cối to đùng, không có ai ở đâu. Khai phá, khai hoang mãi thì có đoàn quân người ta đến. Ngày xưa đi chân núi ở kia chứ không có đường này. Ngày xưa là đoàn quân Tây Tiến là họ đi trên theo chân núi đấy thì có tập kích đấy. Thế nhưng mà khi tôi nhìn lại ở đây thì có con ngoài ra thì ở trên cái núi chặn chưa có đường lên hay là lên. Không có dịch vụ gì khác ngoài chỉ là nghỉ ngơi à? Nghỉ ngơi ở đây thì có các cái hoạt động ví dụ như là leo núi này hoặc là đi bè mảng này, đi tham quan các bảng. Nó cũng như bên Phủ Luông ấy. Tối không có chương trình văn nghệ ca nhạc. Có thì sao cũng chịu cần. Phục vụ như các nghe thôi. Đi thế gia đình em xin phép anh chị nhá. Cảm ơn anh chị nhá. Okay. Em tham gia để nếu mà nghỉ lại dạ. Vào tôi cũng không ngờ là đạt được mục đích nó rõ ràng đến như vậy. Bởi vì trước khi đến đây thì tôi biết rằng nó là xã Mai Hịch, nó là Mường Hịch. Nhưng mà cũng giống như ban đầu video tôi phân tích với các bạn thì cái Mường nó là một cái rất là rộng lớn. Đấy, nó bao gồm là rất nhiều. Ở đây thì là cái chị dân bản địa ở đây chỉ có nói là chiếc là cái hịch 1, hịch 2 nó là một, đều là Mường Hịch. Nhưng mà không, đây là dù tôi không phải người bản địa nhưng tôi khẳng định với các bạn thì cái Mường Hịch nó sẽ rộng hơn rất nhiều. Bởi vì theo tôi quan sát cái Mường Hịch, Mường 2 này nó chỉ giống như hai cái thôn nhỏ thôi. Nó không thể đủ về diện tích, về quy mô dân số trong quá khứ, theo cái địa danh gọi trong quá khứ, để mà lập nên được một cái xứ Mường. Đấy, một cái xứ Mường của nó là rất rộng. Đây, chúng ta đã bắt đầu đến thị trấn Mai Châu rồi các bạn nhé. Tôi sẽ cố gắng đi rất chậm. Và chúng ta sẽ dành một chút thời lượng cho cái review cái thị trấn Mai Châu này trước khi vào với bản Lác. Mai Châu xưa kia thì cơ bản cơ cấu dân số thì cũng là người Mường nhá. Nhưng mà ngày nay thì sự di cư của người Kinh lên ở, cho nên là hiện tại là cái cơ cấu dân số là có thêm cả người Kinh, rồi là một bộ phận người Thái. Nhưng mà cơ bản thì vẫn là người Mường. Hầu như ở Hòa Bình thì ở đâu người Mường chiếm tới trên 70%. Đây là trường tiểu học xã Triềng Châu. Chúng ta vẫn đang còn ở ngoại thị trấn nhưng mà gọi là chưa phải là khu trung tâm. Đấy, mây chiều bạng lạng. Đây, cách tổng đầu còn có 7 km. Mai Châu mùa em thơm nếp sôi đây rồi. Mai Châu là một thị trấn khá là sầm uất nhé, khác hoàn toàn với những cái thị trấn vùng cao ở những địa phương khác. Dân rất là giàu, đường phố thì rộng thênh thang. Về du lịch thì cũng là một trong những cái địa danh cần phải ghé đến khi các bạn du lịch Hòa Bình. Rất là giàu và đẹp. Nằm ngay gần ngã ba Tòng Đậu trên quốc lộ 6, đường đi Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Điện Biên. Cho nên là các bạn cũng rất dễ để tìm đến cái đất Mai Châu này. Và cũng là đến để khám phá du lịch, trải nghiệm người Mường cũng như đến cái bản người Thái, đây là bản Black. Bởi vì đi từ dưới Hà Nội đi lên á thì các bạn lên đến ngã ba Tòng Đậu thì đã coi như là chỗ ngã ba Tòng Đậu đã là thị trấn Mai Châu rồi. Đấy. Nhưng mà nó không phải là khu trung tâm. Chỉ đi cách vào có một chút thôi. 2-3 cây thôi là vào khu trung tâm rồi. Ngay giáp thị trấn đây thôi. Đã có những cái view ruộng bậc thang rất là thanh bình các bạn ạ. Cái thị trấn này nó có những cái nét pha lẫn giữa cổ và kim. Nó có những cái nét đẹp rất là hiện đại của một cái thị trấn mang cái hơi hướng
thị xã thành phố của miền xuôi, một cái thị trấn rất hiện đại, và nó lại cũng pha một chút cái sắc màu bản địa, màu của dân tộc Mường, của người bản địa nơi đây, với những cái địa hình núi đá cao, những vỉa núi đá nối tiếp nhau và những cái view ruộng bậc thang. Ở trên những đường phố hiện đại thì ta cũng rất dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ Mường, những bà mế với những cái bộ trang phục dân tộc đi bộ ngay trên đường thị trấn. Đấy, cho nên là cái thị trấn này nó là pha lẫn giữa cổ và kim. Đây là khu trung tâm nhé các bạn nhé, đây là khu trung tâm của thị trấn Mai Châu rồi. Cái thị trấn này lác đác, ta thấy thỉnh thoảng ta thấy để ý thấy có những đoàn khách Tây hoặc là một vài khách Tây đi bộ đạp xe loanh quanh đây, chứng tỏ là rất nhiều khách nước ngoài lưu trú lại khám phá trải nghiệm. Đấy, các bạn thấy không, rất là sầm uất như là một thành phố ở dưới xuôi nhé, như một thành phố thu nhỏ. Đây anh Tây, đây anh. Đấy, anh Tây đấy, chỗ nào cũng thấy Tây các bạn. Đấy, và vẫn có những người mặc quần áo dân tộc đi trên đường phố. Đấy các bạn thấy không? Đấy, nó rất hay là vậy. Những con đường bằng lăng giống như là tôi đang ở Hà Nội hay sao ấy. Mà không, Hà Nội không thể, Hà Nội bụi bặm bẩn thỉu, không thể so sánh với Mai Châu được. Thực sự Hà Nội không thể so sánh với Mai Châu được. Ngay kể về giá bất động sản của Mai Châu, nó cũng thuộc hàng giống như Mộc Châu, không hề thua kém. Và vì vậy thì để mà nói so với Hà Nội thì so với mặt bằng chung của Hà Nội thì mặt bằng chung Hà Nội không so với ở đây được. Lại nói đến cái chuyện giàu của thị trấn quanh đây, gần đây nhất thì chúng ta thấy có cái thị trấn Vân Hồ. Thì ai đã từng đi Mộc Châu thì đều phải đi qua Vân Hồ. Thì Vân Hồ cũng không thể so với Mai Châu được các bạn ạ. Mai Châu rất đẹp, rất sạch. Đây các bạn có thể nhìn thấy đường, quốc lộ trên đường. Đây là đang mùa của tháng 5, tháng 6 rồi, chưa hẳn là mùa cây rụng lá. Tuy nhiên thì cũng một số loại, đây cũng bắt đầu là mùa cây bắt đầu thay lá thôi. Nhưng trên đường phố người ta tịnh không có một cái lá nào, các bạn thấy không? Không có một cái túi bóng hay một cái rác nào cả. À, đường phố rất là sạch. Rồi ok các bạn, từ đây thì cũng coi như là gần như là cuối thị trấn Mai Châu rồi. Từ đây ra đến ngã ba Tổng Đậu thì còn 4 km nữa thì là đến ngã ba giao với quốc lộ 6 để đi về Hà Nội. Và thẳng cái con đường này thì chúng ta đi lên Mộc Châu, lên Sơn La, lên các tỉnh Tây Bắc. Như vậy trong cái video này thì tôi cũng đã review được cho các bạn xem chi tiết thị trấn Mai Châu từ trên những cung đường và từ những cái view của fly ở trên cao. Xin tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Đáng ra cái video ở tập 5 này nó đã có thể kết thúc ở đây, nhưng vì mình quá tiếc những cái view rất đẹp và thời lượng trong ngày không cho phép, cho nên mình hiện tại chưa thể review được cái chỗ Bản Lác cho các bạn. Và cái thời lượng của video cũng không đủ để cho mình review được cả 3 địa danh. Mình cũng không thể cắt bớt đi được một cái sub quay nào nữa, bởi vì mình tiếc tất cả những cái view ở đây nó quá đẹp các bạn ạ. Từ hôm qua đến giờ mình đã quay chụp rất nhiều và mình không thể nào bỏ được một cái sub quay nào, bởi vì cái nào cũng tiếc, cái nào cũng đẹp. Vì vậy mình xin phép dồn tất cả những cái sub quay dự định sẽ quay ở Bản Lác vào ngày mai, thì mình sẽ dồn vào tập 6. Mời anh em đón chờ video của mình ở tập 6, đi review cái Bản Lác trong câu thơ Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa, kìa em xiêm áo tự bao giờ, khèn lên nhạc điệu nàng e ấp, người về viên chăn xê hồn thơ. Ở cái video tập 6 mình sẽ review cái địa danh nơi mà nhà thơ Quang Dũng đã cùng với doanh trại của mình có một cái buổi liên hoan
giao lưu đốt lửa trại cùng với bà con dân bản, và cũng là nơi mà binh đoàn 52 đã hành quân qua, cũng như là hoạt động cách mạng ở đây và được bà con nhân dân người Thái ở đây nuôi dưỡng. Đấy chính là bản Lác. Mời các bạn chờ đón xem video ở tập 6. Còn bây giờ mình xin phép kết thúc video tập 5 ở đây. Xin chào tạm biệt. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết cái video này của mình để ủng hộ kênh có thêm kinh phí ra nhiều những cái video hay ho hơn nữa. Thì bà con cô bác, anh chị em nào có nhu cầu mua nấm linh xanh, chè hoa vàng, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo, gia phúc sen, thơm yên đá, các loại sâm rừng, sâm ngọc linh, dược liệu quý và đồ ngâm rượu thì liên hệ theo số điện thoại 0943049368 hoặc 0373674161 để mua được những sản phẩm tốt nhất trên kênh Sản phẩm Vùng Cao. Sản phẩm vùng cao, chất lượng thay lời nói.